Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 5 sau 6 ngày làm việc nghiêm túc. Cho phép công ty Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1 sau khi hội đồng giám sát cùng các nhà khoa học đánh giá việc khắc phục các vi phạm của công ty này. Việt Nam tập trung xúc tiến bán hàng tới thị trường EU thông qua kênh bán hàng trực tuyến bởi đây đang là kênh xuất khẩu đem đến cơ hội thành công cao với chi phí thấp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 5. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị cũng đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành 3 nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Trên thực tế, kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển, tỷ trọng trong GDP chiếm 39-40%, đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Ban chấp hành Trung ương hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cả nước, thời gian qua đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng làm cho kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trung ương khẳng định, năm 2016, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, có những vấn đề mới phức tạp, mới nảy sinh. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng, đoàn kết thống nhất, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời để lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, hoan nghênh, bạn bè thế giới đánh giá cao. Những kết quả đó là đáng khích lệ, tạo tiền đề cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 do có khuyết điểm và vi phạm nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị từng đồng chí Ủy viên Trung ương theo cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, cụ thể hơn nữa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
Cũng trong sáng ngày 10 tháng 5, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố vào sáng ngày 10 tháng 5. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị công bố quyết định. Bộ Chính trị cũng phân công đồng chí Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều chiều các phương án kiện toàn, phân công và đã biểu quyết đồng thuận tuyệt đối 100% với phương án phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố. Bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xin hứa làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và 10 triệu đồng bào thành phố. Tiếp tục làm tốt công việc mà các thế hệ lãnh đạo thành phố đã làm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Còn Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng khẳng định đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2009 đến tháng 8 năm 2011. Do vậy, đồng chí nghiêm túc chấp hành hình thức kỷ luật của Đảng. Trước Ban chấp hành Trung ương, đồng chí đã xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng bày tỏ quyết định thi hành kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương đối với mình là có lý, có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, cũng như tạo điều kiện cho ông sửa chữa khuyết điểm. Trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Đinh La Thăng cũng chân thành xin lỗi và mong được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cảm thông chia sẻ và tiếp tục giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vào ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự kiến diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Nhân chuyến thăm lần đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, sáng ngày 10 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc về quan hệ hai nước cũng như các nội dung quan trọng sẽ diễn ra trong chuyến thăm này. Về triển vọng quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc có nền tảng tốt đẹp và có những điểm tương đồng như quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, cùng đang trong giai đoạn quan trọng của công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và có chung lợi ích gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp, việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước sẽ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn nhằm tiếp tục tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhằm củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường là dịp để lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác, thúc đẩy hội nhập quốc tế vì hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến và nỗ lực tăng cường liên kết kinh tế, kết nối khu vực vì lợi ích chung của các quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang trên đà phát triển với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trung Quốc liên tục là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam và hiện có hơn 1.600 dự án với tổng số vốn trên 11 tỷ đô la Mỹ. Còn Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chuyển động lực tăng trưởng kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến. Trong quá trình này, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ tiên tiến thông qua các dự án lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển kết cấu hạ tầng,
công nghiệp chế tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng sạch. Đồng thời, với vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi hàng hóa với thị trường ASEAN và thế giới. Ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông La Khang Thụy cùng hơn 40 doanh nghiệp Hồng Kông và Trung Quốc sang tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đóng góp lớn cho thành công chung trong quan hệ thương mại giữa hai nước của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông đưa Hồng Kông trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam với gần 1.200 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang không ngừng nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường, kinh doanh, đầu tư, đồng thời khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc và Hồng Kông mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông La Khang Thụy cho hay, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, các doanh nghiệp của Hồng Kông, Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến dự án đường cao tốc Bắc Nam dài 1.300 km của Việt Nam. Dự án đòi hỏi nguồn vốn rất lớn nhưng cũng là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Ông cho biết sẽ nghiên cứu các yếu tố liên quan và mong muốn phối hợp cùng với Việt Nam thực hiện dự án này. Nhân dịp ngài Moon Jae-in được bầu làm Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, ngày 10 tháng 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng. Cùng ngày, nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Còn trong bức điện mừng gửi tới tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng giải quyết những bất đồng giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Trong phần tiếp theo của bản tin, cho phép công ty Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1 sau khi hội đồng giám sát cùng các nhà khoa học đã đánh giá việc khắc phục các vi phạm của công ty này. Đạo diễn bộ phim Công đảo Đầu Lâu cũng là đại sứ du lịch của Việt Nam đã có mặt tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình để thăm lại phim trường sau 2 tháng phim được khởi chiếu. Thưa quý vị, sau hai đợt kiểm tra tại thực địa công tác khắc phục sự cố môi trường biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì trong tháng 4 vừa qua, ngày 10 tháng 5, Hội đồng Giám sát bao gồm 11 bộ ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà khoa học đã tổ chức họp để đánh giá việc khắc phục các vi phạm. Và sau khi thảo luận kỹ thì Hội đồng Giám sát đã đi đến thống nhất là cho phép công ty Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Tại buổi họp, các nhà khoa học cùng đại diện các bộ ngành đã tập trung đánh giá một số nội dung như công nghệ xử lý môi trường mà Formosa đã xây dựng bổ sung. Và quan trọng nhất, đó là phân tích và làm rõ khả năng xử lý chất thải của Formosa khi vận hành lò cao số 1. Khí lò cốc, sau khi lò cốc nó không phải là phun thẳng lên trời. Bởi vì nếu phun thẳng lên trời thì thứ nhất là nó rất là lãng phí. Và phí và cái khí cốc ấy, thì người ta sẽ, thứ nhất là người ta tách bụi trước. Tách bụi là theo cái lực quán tính ấy, và sau đấy là rửa khí. Còn lại khí sạch người ta tận dụng hết. Những công trình để đảm bảo loại trừ nguy cơ, tức là hồ sinh học, rồi những cái tiền xử lý, rồi những cái bể chứa dự phòng. Thì cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng chúng ta giảm thiểu được và tự tin hơn rất nhiều so với ngày trước. Hội đồng cũng đã trao đổi về lỗi vi phạm cuối cùng của Formosa là chuyển đổi từ dập cốc ướt sang khô, và đi đến thống nhất cao là Formosa đáp ứng đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm lò cao số 1. Formosa hiện nay ấy, nếu duy trì xử lý dập cốc ướt thì toàn bộ nước thải của cái quy trình này đã được tuần hoàn và xử lý riêng của bộ đáp ứng với môi trường. Nên không có gì quan ngại trong vấn đề vận hành, bởi vì đây không phải là nguồn thải chính, không phải là nguồn thải nghiêm trọng và toàn bộ cái nước thải đây đã được kiểm soát. Còn về thẩm quyền là hội đồng chúng ta quyết định. Nên hôm nay tôi xin được thay mặt công chí khẳng định là từ 20 đến 30 là đồng ý cho Formosa vận hành thử. Ngoài tổ giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở ngay tại Formosa trong 3 năm, các đợt thanh kiểm tra đột xuất 1 tháng một lần cùng hệ thống quan trắc tự động, thì trong quá trình vận hành thử nghiệm, đoàn công tác của Bộ phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hoàn toàn chất thải trước khi thải ra môi trường.
Nếu trong thời gian tới không có nguồn kinh phí thì dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông khó có thể đạt được tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do thiếu vốn để chi trả cho nhà thầu. Và đến thời điểm này thì mặc dù phần xây lắp, hoàn thiện nhà ga, khu depot của dự án đã cơ bản hoàn tất, nhưng phần đường ray, nền đường, hàng rào, đường nội bộ lại đang chậm tiến độ. Theo đó thì dự án phải điều chỉnh số vốn lên tới 868 triệu đô la Mỹ, tăng thêm 315 triệu đô la Mỹ so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Đáng chú ý là phần vốn vay của Trung Quốc phải tăng thêm 250 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng các chi phí thuộc hợp đồng EPC với tổng thầu Trung Quốc đội lên hơn 248 triệu đô la Mỹ. Phần vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam cũng phải điều chỉnh tăng thêm gần 65 triệu đô la Mỹ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã có công hàm gửi cho China Exim Bank và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh thủ tục thanh toán cho dự án. Một thông tin mà các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ cần lưu ý, đó là có tới 679 cơ sở sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu thực phẩm, đồ uống vào thị trường này đã bị hủy mã số kinh doanh. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp không tiến hành đăng ký lại hoặc đăng ký lại không đúng với quy định. Theo quy định của luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm, cứ 2 năm một lần vào các năm chẵn, các doanh nghiệp nước ngoài đang xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm và đồ uống cho người và động vật vào thị trường Mỹ phải đăng ký lại cơ sở sản xuất và người đại diện tại Mỹ. Với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ để được cấp mã số kinh doanh hợp lệ mới. Các cơ sở sản xuất tại Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện này mà vẫn cứ xuất hàng vào Mỹ sẽ bị từ chối không cho giao hàng hoặc tàu chở hàng bị từ chối không cho cập cảng. Hơn nữa, việc không có mã số kinh doanh hợp lệ mà vẫn cứ tiến hành giao hàng sẽ cấu thành tội bị cấm nhưng vẫn làm và có thể bị xử lý hình sự hoặc bị phạt rất nặng theo đạo luật về thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm của Mỹ. Với lợi thế là kênh bán hàng không có giới hạn về địa lý, lượng khách hàng khổng lồ và mức chi phí thấp đem lại lợi nhuận cao. Thương mại điện tử hay còn gọi là bán hàng trực tuyến đang là kênh xuất khẩu đem đến cơ hội thành công cao. Và để nhằm tận dụng được cơ hội mà bán hàng trực tuyến mang đến, sáng ngày 10 tháng 5, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức hội thảo xúc tiến bán hàng tới thị trường châu Âu qua kênh bán hàng trực tuyến. Và tại hội thảo thì các diễn giả cũng như các doanh nghiệp đã chỉ ra những điểm trọng tâm quyết định thành công khi tham gia bán hàng trực tuyến tại châu Âu. Cao sao vàng, rồi đến non lá, chổi tre Việt Nam xuất hiện bày bán trên trang thương mại điện tử Amazon là thông tin thu hút sự chú ý của không ít người thời gian qua. Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử Bộ Công Thương, điều đó cho thấy các doanh nghiệp Việt bắt đầu nhận thức được vai trò của bán hàng trực tuyến trong hoạt động xuất khẩu. Hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp Việt tham gia vào thị trường này, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Từ trước nay khi mà đầu tư vào cái môi trường kinh doanh trực tuyến hay thương mại điện tử thì doanh nghiệp của chúng ta hay nghĩ nhiều đến cái yếu tố về mặt công nghệ và kỹ thuật. Mà thực tế ra thì yếu tố về công nghệ và kỹ thuật hiện nay không phải là yếu tố sống còn. Mà thực tế ra là những cái tiểu tiết mà trong hoạt động xây dựng nội dung thì doanh nghiệp của chúng ta lại chưa quan tâm đầu tư nhiều. Một là bản thân cái sản phẩm đó nó phải có những cái thông tin mô tả về sản phẩm nó liên quan đến từ khóa mà người tiêu dùng người ta tìm kiếm hoặc là khách hàng người ta tìm kiếm. Và cái trụ cột thứ hai cũng rất quan trọng, đấy là chất lượng của một cái sản phẩm. Phát biểu tại hội thảo sáng nay, ông Andreas Aslund, một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing cho rằng, ngoài yếu tố về sản phẩm, doanh nghiệp Việt muốn hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này cần quan tâm đến việc tiếp nhận phản hồi hay là dịch vụ hỗ trợ khách hàng hậu mãi. Khách hàng tại châu Âu đòi hỏi một dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, không chỉ là trả lời các thắc mắc sau khi sử dụng sản phẩm, mà còn phải có phương thức hoàn trả tiền một cách nhanh chóng khi khách hàng không hài lòng về sản phẩm. Vì thế, để bán được hàng và muốn doanh số tăng, bạn bắt buộc phải chú trọng vào phản hồi của khách hàng và làm họ hài lòng. Các doanh nghiệp cũng phải nắm trước các cái quy định pháp lý, những cái rào cản về bán hàng qua Amazon. Tiếp đến nữa là tăng cường cái hình ảnh sản phẩm của bản thân mình để thu hút hơn khách hàng. Theo khảo sát của Nielsen thì hiện nay hầu hết người mua trên các sàn thương mại điện tử đều muốn tiếp cận trực tiếp với nhà sản xuất mà không qua trung gian.
Như vậy có nghĩa là các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đưa các sản phẩm của mình tới các thị trường rộng lớn như là Mỹ hay là EU thông qua kênh bán hàng trực tuyến. Và đây cũng là chìa khóa để giúp Việt Nam mở cánh cửa tăng trưởng xuất khẩu. Cần phải nhận diện sâu hơn ý nghĩa, bản chất và nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là một trong những nội dung chính tại Hội thảo khoa học về cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này. Theo các diễn giả, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động tới các ngành, lĩnh vực cụ thể như công nghệ thông tin, tự động hóa, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp. Hội thảo cũng đề cập tới các nghề có nguy cơ mất việc làm cao nhất gồm có công nhân nhà máy, nhân viên thu ngân và tài xế taxi. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh vào trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, công nghệ in 3D. Đây được coi là xu thế phát triển tất yếu trong tương lai của Việt Nam bởi thế hệ công nghệ mới này sẽ giúp nâng cao hiệu suất của lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, cơ quan chức năng cần sớm có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Thưa quý vị, một tin vui cho những thanh niên đã và đang khởi nghiệp với nông nghiệp hữu cơ, đó là vào sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên, Nông thôn và Công ty 100 trách nhiệm hữu hạn Phương Tây đã tổ chức lễ ký chương trình hợp tác hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022. Thông qua sự kiện này, thì ban tổ chức hy vọng việc sử dụng chế phẩm sinh học, xây dựng quy trình canh tác, nuôi trồng sạch, hiệu quả từ nay sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với những thanh niên nông thôn và tương lai về một nền nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam sẽ không còn xa. Anh Sơn là chủ một hợp tác xã sản xuất rau củ quả tại Ninh Bình. 4 năm qua, anh đã phải loay hoay tìm nguồn giống, phân hữu cơ đạt chuẩn, đồng thời đáp ứng yêu cầu về năng suất. Tới năm 2017 này mới được Trung ương Đoàn giới thiệu cho cái chế phẩm Humic này, là chế phẩm của Mỹ này. Chính vì vậy mà cái sản lượng của nó cũng tăng lên. Đấy, mà chính cái sản lượng này tăng lên thì tôi lại có thể là hạ được giá thành. Như ngoài thị trường bây giờ tôi bán là còn rẻ hơn là thị trường. Những chế phẩm vi sinh mà anh Sơn sử dụng cũng chính là những chế phẩm vi sinh được chứng nhận hữu cơ mà ông Bùi Sinh, một Việt kiều Mỹ mang về Việt Nam trong chuyến đi lần này. Ông Sinh cho biết sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn để những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Bên công ty chúng tôi là hỗ trợ cho Trung ương Đoàn và cho tất cả các thanh niên về vấn đề khoa học kỹ thuật, làm như thế nào để ứng dụng, làm như thế nào để áp dụng và một cách hiệu quả và thành công. Chúng tôi có thể trực tiếp là 24/24 làm việc cái này mà miễn phí. Ngoài nỗi lo về giống, về phân bón, thì một trở ngại không nhỏ đối với thanh niên khi lựa chọn nông nghiệp hữu cơ để khởi nghiệp, đó là đầu ra sản phẩm. Mô hình liên kết 4 nhà, nhà nông, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà tiêu thụ không hề mới. Nhưng kể từ năm 2015, khi bắt tay vào triển khai mô hình này, thì lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn đã không ngừng đúc rút kinh nghiệm, tìm kiếm nguồn hỗ trợ và những phương pháp trồng trọt chăn nuôi tiên tiến hơn. Thì thanh niên thì là nòng cốt của cái hoạt động này, cùng với họ đưa khoa học kỹ thuật vào set up lại toàn bộ những cái quy trình sản xuất của họ để đưa ra một cái tiêu chuẩn chung. Gần đây thì khi mà chúng tôi chọn được một cái công nghệ của Mỹ để đưa vào, bao gồm cả việc từ cải tạo đất, từ nước, từ làm bề mặt, thì sẽ khẳng định được là cái chất lượng sản phẩm và tôi chủ động toàn việc tạo ra được cái sự khác biệt của cái sản phẩm của cái chuỗi này. Sau hoạt động ngày hôm nay, những sản phẩm phân bón hữu cơ sẽ được chuyển giao với giá ưu đãi cho thanh niên nông thôn khi khởi nghiệp. Quy trình chuyển giao kỹ thuật cũng sẽ được tính toán chi tiết để giúp thanh niên dễ dàng thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất. Sáng ngày 10 tháng 5, đạo diễn Jordan Vogt Roberts, đại sứ du lịch của Việt Nam, đã có mặt tại quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình để thăm lại phim trường công Đảo Đầu Lâu sau khi bộ phim được khởi chiếu tại Việt Nam cách đây 2 tháng. Và hãy cùng chúng tôi khám phá chuyến trở về thú vị này trong phóng sự sau đây. Ông có một đôi mắt rất đẹp và ông biết không, trong bộ phim, khoảnh khắc mà ông nói tạm biệt là khoảnh khắc mà tôi thích nhất. Rất là hồi hộp, không biết đạo diễn hôm nay nó như thế nào rồi.
Xin chào, rất tuyệt phải không? Thật không thể tin nổi. Tôi đã quay lại video và sẽ gửi cho người trang điểm của chúng tôi để cho họ thấy rằng các bạn đã tái hiện rất tốt hình ảnh của những thổ dân. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm đóng máy, đạo diễn Jordan trở lại Ninh Bình và gặp các diễn viên tham gia đóng vai thổ dân trong phim công Đảo Đầu Lâu. Bộ phim giúp tạo ra sinh kế, mang lại cơ hội cho người dân và thu hút thêm khách du lịch đến với nơi này. Đó cũng là mong muốn của tôi. Tôi rất vinh dự được trở lại đây hôm nay, gặp mọi người được hóa trang quá giống với thổ dân. Tôi thực sự choáng ngợp. 50 diễn viên quần chúng đã chuẩn bị từ 6 rưỡi sáng để chào đón đạo diễn Jordan. Tình cảm mà họ dành cho anh vẫn vẹn nguyên như cách đây hơn một năm. Đạo diễn trông rất là vui vẻ và cũng là béo hơn năm ngoái, rất là gần gũi như là người nhà với nhau. Rất là thấy phấn khởi. Với vai trò là đại sứ du lịch, đạo diễn Jordan mong muốn sẽ đưa các đoàn làm phim nước ngoài đến khám phá, kết hợp làm phim tại Việt Nam. Anh cũng dự định đi khắp đất nước để quay những hình ảnh đẹp nhất nhằm quảng bá cho du lịch Việt Nam. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.